Thưa quý vị, đa số các số báo ra ngày hôm nay đều có bài viết nhìn lại năm 2021 và những kỳ vọng về năm mới 2022. Báo Nhân dân có bài viết triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022. Khép lại năm 2021 đầy biến động, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng 2,58%, lạm phát bình quân tăng 1,84%. Đó là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19. Các chuyên gia kinh tế đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 đều nhấn mạnh đến động lực tăng trưởng từ những ngành nghề đang được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 như là kinh tế số hay đổi mới sáng tạo cùng với đó là xu hướng tăng tốc thương mại dịch vụ điện tử đó là nền tảng quan trọng để tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ hơn của nền kinh tế việt nam trong năm tới Thưa quý vị, việc chính phủ ban hành nghị quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bài viết được đăng tải trên báo Tiền Phong cho rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong tư duy phòng chống dịch và từ đó thì ngăn chặn cũng như là loại bỏ các biện pháp cực đoan các loại giấy đi đường con hay là giấy phép và tạo sự an tâm cho người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Bài viết cũng cho rằng đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Số ca nhiễm mới vẫn nhiều và Hà Nội liên tiếp lập đỉnh mới. Tuy nhiên, với thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từ chính quyền cho đến người dân đã có sự bình tĩnh, không chủ quan song cũng không hoang mang lo lắng thái quá. Các hoạt động kinh tế thì vẫn được duy trì ở mức cao, lưu thông hàng hóa không còn lo sợ bị đứt gãy. Đây là những tiền đề nền tảng quan trọng để cả nước bước vào năm 2022 với những mục tiêu cao hơn và xa hơn. Những khó khăn của một năm dịch bệnh hoành hành vừa qua rõ ràng ai cũng thấy và có thể liệt kê đến dài vô tận. Nhưng kết quả của xuất khẩu lại vượt xa mục tiêu ban đầu. Nhờ đâu? Thời thế của những cú click chuột là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Trong thời khó, những cú click chuột kịp thời đã tạo ra thế mới. Theo thống kê của một trong những sàn thương mại điện tử quốc tế lớn nhất thế giới Amazon, từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam qua Amazon đã tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, việc hàng chục ngàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia trên những sàn quốc tế đến nay vẫn chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều mặt hàng, ngành hàng sản xuất ở Việt Nam nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng quốc tế. Tiềm năng của Việt Nam ở thương mại điện tử xuyên biên giới còn rất lớn trong những năm tới. Trong khi đó báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay có bài viết "Năm 2022, hy vọng một nhịp sống sôi động". Sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã khiến tuần cuối cùng của năm 2021 trở thành tuần lễ ghi nhận với nhiều kỷ lục buồn. Tuy nhiên gạt bỏ những mối lo về dịch Covid-19, người dân trên khắp thế giới đã bắt đầu đón mừng năm mới 2022 trong một không khí thận trọng nhưng không kém phần hân hoan, lạc quan với hy vọng là dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường. Thưởng Tết năm 2022 cao nhất là 1,29 tỷ đồng, thấp nhất chỉ 200.000 đồng, là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động. Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỷ đồng tại một doanh nghiệp FDI ở thành phố Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỷ đồng từ một doanh nghiệp uh, của Đà Nẵng hay là mức thưởng chỉ 200.000 đồng là những con số cách biệt nhau khá rõ rệt về thưởng Tết năm 2022 vừa được nhiều địa phương công bố. Thưởng Tết được coi như là một biện pháp giữ chân và thu hút thêm lao động trong bối cảnh thiếu hụt lao động và đẩy mạnh các đơn hàng sau thời gian tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên theo cục trưởng cục quan hệ lao động và tiền lương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện nay đã có một số địa phương gửi báo cáo thưởng Tết về bộ, tuy nhiên số lượng còn khá là ít và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp khó khăn cho nên là không hào hứng gửi báo cáo về bộ.